Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Cuộc Sống Cao Nguyên. Thì hôm nay mời tất cả các bạn cùng theo chân mình vào vườn chanh. Thứ nhất là để tham quan vườn chanh, thứ hai nữa là để xem những người hái chanh ở cái vườn chanh này, và cũng để biết được cái giá cả chanh mới nhất của ngày hôm nay. Thì trước tiên giới thiệu với các bạn, đây là cái vườn chanh mà hái bắt đầu vào được thu bói các bạn. Vườn chanh họ bắt đầu vào thu bói là cứ khoảng 2 đến 3 ngày thì mới được khoảng 5 đến 60 ký. Thì trong cái vườn chanh này là họ trồng thí điểm thôi. Có 5 thùng thôi các bạn. 5 thùng là 500 gốc. Thì do lần đầu tiên họ mới trồng chanh và cũng vừa làm vừa học hỏi, nhưng mà vườn chanh rất là tuyệt vời luôn nhé. Bắt đầu vào thu bói, họ đang đi hái chanh đấy các bạn. Do bắt đầu đi hái bói cho nên là thỉnh thoảng mới có đôi quả chanh chín. Thì so với lại mấy cái ngày trước á, thì cái giá chanh đẹp á, là dao động từ 15 đến 20 ngàn trên 1 kg. Nhưng mà bữa nay thì giá chanh là nó bị giảm các bạn ạ. Bữa nay giảm còn có 12 đến 13 nghìn đồng trên 1 kg là chanh đẹp đấy. Còn chanh múc và chanh xô là 11 nghìn đến 12 nghìn. Nói chung là chanh đẹp và chanh múc thì nó cũng không chênh nhau mấy, chênh 1 đến 2 giá thôi. Trong cái vườn chanh của họ trồng các bạn, tuy rằng họ không muốn làm cỏ thì họ trồng thêm bí ở bên dưới đấy. Đây có quả chín. Chín mà chín mơ mơ như thế này là vẫn được vào chanh đẹp nha các bạn. Mình đi bán là họ nhặt những cái quả chín mơ mơ như vậy là vẫn được vào chanh đẹp đấy. Chỉ có chín sậm hơn, đỏ hơn thì là được vào chanh múc. Đó, các bạn thấy không? Người ta mới trồng thí điểm thôi, nhưng mà ở phía dưới là người ta trồng thả bầu ấy các bạn, hay còn gọi là quả bí ngô ấy. Đây là chanh đẹp này. Vườn chanh rất tuyệt vời luôn. Mỗi một gốc là có đôi ba quả chín. Bắt đầu vào hái bói. Và họ có làm một cái hệ thống tưới nhỏ giọt, cho nên là khi tưới rất là nhàn, chanh không bị thiếu nước, cho nên là quả chanh nhìn rất là mỡ, đủ phân đủ nước là chanh rất là đẹp. Đấy các bạn xem quả dàn chanh rất tuyệt vời luôn. Trồng 5 thùng thí điểm, năm đầu tiên người ta mới dòng, nhưng mà quả cũng rất là sai. Quả rất là sai, tuy rằng là các cành chưa giao nhau hết, chưa đan kín dàn đâu. Vì do dòng thí điểm năm đầu tiên nên người ta cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Là do ở dưới gốc đấy các bạn xem, những ở dưới gốc người ta để cành nhiều quá cho nên là nó chưa đan ra hết được. Và sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, thì ở dưới gốc đó, người ta để thưa cành thôi, thì để cho nó lấy sức để nó vươn những cành và nó đẻ nhánh ra ra những chỗ khác thì nó sẽ đều hơn. Đó. Nhưng mà lần đầu tiên trồng như thế này cũng rất là tuyệt vời rồi. Toàn quả là quả thôi, chen chúc nhau quả.
rất là sai quả luôn. Vườn chanh đẹp mỹ mãn. Ở trên là giàn chanh, ở dưới gốc là người ta trồng bí đỏ các bạn. Vừa có ngọn bí ăn mà lại có quả, đỡ phải làm cỏ. Mà chanh rất đẹp, không ảnh hưởng gì đến chanh hết. Đấy, trông xa các bạn thấy bí không? Bí leo kín luôn. Khi mà tưới là bật hệ thống tưới nhỏ giọt lên là được cho cả bí cả chanh. Lại còn chen ở dưới là nghệ nữa đấy. Đấy, bí rất là tốt, quả cũng rất là nhiều. Nhưng do là trời mới mưa cho nên mình không muốn chui vào trong vườn cho các bạn xem quả của bí, rất là sai luôn. Đấy các bạn, ở dưới gốc người ta để nhiều cành quá cho nên nó tùm. Nếu bạn nào mà có trồng chanh ấy, thì lần sau lưu ý là ở dưới gốc các bạn để thưa cành thôi, để cho nó quang hợp ánh sáng, vì nó tùm này dễ gây sâu bệnh. Ở dưới gốc để nhiều cành quá ấy. Bạt ngàn là chanh nhé. Chanh quả rất là sai. Năm nay giá chanh nói chung là tương đối cao, cho nên là người trồng chanh cũng rất là nhiều. Họ trồng theo nhiều giai đoạn lắm. Cũng có người thì giờ được thu hái rồi, có người thì bắt đầu vào thu bói, nhưng có người thì bữa nay giờ mới bắt đầu leo giàn, có người thì cũng mới trồng. Nên cũng mong rằng cái giá chanh nó giữ mãi ở nguyên cái giá như thế này thì nói chung là trồng chanh vẫn lời hơn là trồng những cây khác. Đấy, thế các bạn thấy không? Đứng từ xa nhìn này, vườn chanh này, rất là sạch sẽ, đâu ra đấy. Hệ thống tưới nhỏ giọt là bắc ở dưới gốc luôn. Cỏ là sạch sẽ, chỗ nào hai hàng thì người ta gieo bí một hàng bí. Cứ cách hai hàng chanh thì người ta gieo một hàng bí, để cho ngọn nó giao nhau, nó bò vào nhau là... Nhưng mà đây là do người ta trồng thí điểm đó, cho nên là người ta trồng thử có một hai hàng thôi để rút kinh nghiệm. Vườn chanh như các bạn thấy tuyệt vời lắm. Quả sai trĩu. Nếu các bạn tận mắt nhìn vào vườn chanh thì cảm thấy là không còn điều gì để nói, rất là tuyệt vời luôn. Do lần đầu mới trồng cho nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm mấy. Do để cành nó chưa được đều nhau, chỗ thì dày nhưng chỗ thì thưa. Nhưng mà quả thì sai lắm các bạn. Thấy không? Tận mắt nhìn thấy quả rất là sai luôn. Vườn chanh quả là rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.